Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Vua High Hand. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới năm nay, Apple ngoài những mẫu iPhone 14 Series và Apple Watch Apple còn cho ra mắt thêm mẫu AirPods Pro 2. Trong video này, các bạn cùng Vua High Hand đã điểm qua một vài chi tiết về mẫu tai nghe này nhé. Về thiết kế của AirPods Pro 2 không có quá nhiều sự thay đổi so với AirPods Pro thế hệ đầu. Sự thay đổi lớn của AirPods Pro 2 là về con chip đã được nâng cấp lên chip H2 mở rộng băng thông truyền tải, từ đó chất lượng của âm thanh trên AirPods Pro 2 được nâng cấp kết hợp với tính năng Spatial Audio được nâng cấp trên iOS 16. Người dùng có thể cá nhân hóa bằng cách dùng camera True Depth để quét hình dáng tai để tính toán ra hồ sơ âm thanh phù hợp với mỗi người. Một tính năng khác trên AirPods Pro 2 cũng được nâng cấp, đó là khả năng chống ồn chủ động trên con chip mới H2 và với sự sắp xếp lại vị trí của lỗ thoát âm và micro đã tăng gấp đôi lượng tiếng ồn được loại bỏ so với thế hệ trước và có thêm bộ nút tai với 4 kích thước phù hợp với kích thước tai của mỗi người. Một tính năng mới tiếp theo là Adaptive Vision Spark NC giúp giảm được các tiếng ồn ở môi trường khắc nghiệt. Điều này làm được là nhờ nó có tốc độ xử lý 48.000 lần mỗi giây, phản ứng tức thì với tiếng ồn decibel cao nào mà bạn tiếp xúc. Ngoài cảm ứng lực trên tai nghe như trên thế hệ trước, AirPods Pro 2 có thêm cảm ứng điện rung, bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách vuốt lên và xuống. AirPods Pro 2 cũng tiết kiệm năng lượng hơn, bạn có thể nghe 6 tiếng liên tục với một lần sạc, tăng 33% so với thế hệ đầu, và phần hộp có thể nghe lên đến 30 tiếng, tăng thêm 6 tiếng. Về phần hộp sạc có một số thay đổi nhỏ, đó là có thêm loa ở phía đáy hộp giúp thông báo tình trạng ghép đôi hoặc pin yếu, sạc pin và phát ra âm thanh tìm kiếm bằng ứng dụng Find My. Sạc không dây trên AirPods Pro 2 có thể dùng chung bộ sạc với Apple Watch. Bên hông của hộp tai nghe có bổ sung thêm một phần buộc dây thuận tiện cho việc di chuyển. Và đây là tất cả thông tin về mẫu AirPods 2 mà Apple mới ra mắt. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vua High Hand. Nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Vua High Hand để nhận thêm nhiều video mới nhé!